mẹ nó chạy đi. Câu kiểu này Tết này nhịn đói rồi. Câu chuyện sau đại khách. Về nhà ăn muối luôn quá. Không có ăn muối đâu. Có muối ăn không? Có. Có cơm ăn luôn. Giờ nay ăn gà. Có đại khách không? Khách nào? Trời ơi, khách nào? Mấy cái này ghẻ quá ta. Không. Đây đây con công trên cơ nữa nha. Con. Ừ. Đây ban Tết. Rồi. Đi câu cá cái này Tết này ăn muối rồi. Không, ăn muối thiệt đó. Ăn muối thiệt luôn á. Đi câu cá kiểu này sao sống? Bảy cá nữa. Là bảy cá. Bảy chim có bắt dính đựng chim nào chưa? Bảy chim mà mới làm hôm qua à. Mình chưa dính con nào không? Chưa. Mất hết nhiều lúa rồi. Hả? Bị mất hết nhiều lúa rồi. Bị con chuột cạp hết. Bảy chim không có, bị chuột cạp hết lỗ rồi. Cạp hết lỗ thôi nhưng mà sáng ra thấy con chuột nằm một chỗ. Biết chuột... ngay tội phạm là con chuột. Chuột chết không? Mấy nữa chết. Mấy chết. Câu có chấm muối hay ăn muối nè. Ôi không biết. Bển có cái bẫy cá câu á. Đi bỏ càng câu cho chổng á, nó dính cá liền liền. Tại chổng cá nó vô chia trước rồi. Ừ. Vô chia nó cũng... Nhưng mà ra ngoài là bị cấm liền. Gì đó hả? Rồi câu kiểu này rồi không có gì ăn cho người khách ăn vậy? Khách lại nhà có gì ăn không? Có. Ăn gì? Có mấy trái bưởi với lại mấy trái dưa hấu. Ăn nhiêu thôi đủ? Ừ? Có nhiêu thôi ăn đủ? Chiều nay con ăn gà nữa nè. Gà nữa hả? Được à. Tết có đi đâu chơi không? Có tính đi đâu không?
Ừ. Hay đó. Rồi chú mẹ mời đi câu cá. Được không? Được, nhưng mà đừng leo, leo quẻ được mà. Thang đây con kìa. Nó đẹp trai đó. Có không? Có con vượn không? Hả? Đâu có trái nào đâu bẻ. Không, có vài trái vậy. Bên đây còn mấy trái vậy, chắc. Thôi gọi được rồi, xuống đi. Không có con vượn mà sao bẻ được. Rồi, ok. Gắn mồi làm sao? Gắn mồi á, lột hai là lột đầu nó ra một cái á, lột đuôi ra, ra lấy một đoạn á, giờ móc vô lưỡi câu. Cá đâu nuôi hả? Cá lóc mình nấu chưa? Dính chưa? Thì chiều á, thường thường á, thì hơi lâu á. Giờ này nè, bắn cá là lâu. Không gì là có người đi á, thì dễ tránh. Cái gì? Hử? Đó chứ chỗ này chỗ cái gì? Cá lóc. Sao? Cái gì? Cái gô. Gô hả? Gô nó giống như đâm đập hở người bà cháy gì. Câu gì không ăn cái gì ông trời. Không sao đừng lo, có biển khác rồi đừng lo. Ừ, hay quá. Cái đó là cái gì ạ? Cái bẫy chim. Có dính con nào chưa? Dính con đặt chim dính chuột không? Đặt chim mà dính con chuột hả? Đúng. Trời, dữ ta. Ai chế rồi vậy? Dạ con chế. Tích cái vụ này nè. Tích cái vụ đó là? Cái này phải hai người à, mới được. Được chưa? Được rồi. Dính chim để làm gì vậy? Ăn Tết hả? Dạ. Đây lại, đây lại. Rồi. Chế vậy? Dạ con chế. Được chưa? Để gì đó? Cái nó vô nó ăn hả? À, nó vô đứng ăn á. Mấy nữa quên dài rồi. Quên ngày như sao như rồi, giục nữa rồi. Không sao, giục vậy. Nhưng mà hồi á nghe chim nó cũng lại thấy mồi nó ăn. Rồi nó ăn rồi nó bị bật lên nó gãy giò. Không, bật lên cái cọng này dính lại nè. Vậy đó hay ta. Cậu này dính là gì nè, con chim á nó ấy á, cái này nó bật lại cái nó hết con chim một à, hay ha. Rồi, vậy đó xong rồi đó hả? Dạ. Cái bài.
Vậy giờ đi đâu làm gì nữa? Tới chương trình gì? Trai cái ơi. Đó. Rồi quay lưng đi đi. Câu cá chốt ở đây là dễ dàng luôn. Để con thử coi. Lấy đi. Dính không? Rồi phọc rồi. Cá nào á mà nó tắm từ rồi á là nó treo chỗ à. Nó lấy cá lóc vậy. Bắt mồi là mình nhắc ra cục nhỏ nè, bỏ cái con nữa lại ấy á. Ta lấy cái lưỡi câu cái móc cục mồi vô. Rồi móc vô coi. Một ngày câu dính mấy ký? Dạ, 2-3 con, 4 con vậy. 2-3 câu một ký. 3 con sao ăn? Hai đang đón gió. Đón hương gió. Ờ, cá đây nè. Cá đi hướng này nè. Giờ chú đứng đây, chú thấy một bầy cá luôn nè. Cưng tên gì? Mẹ tên Nguyễn Thế Ân. Nguyễn Thế Ân hả? Đá nguyên cây vô sữa kìa. Bẻ được không? Được. Đâu? Cây dừa này sao đâu? Cho con hết trơn luôn. Trái dừa này bẻ được không? Dạ được, ba trái đó chưa. Nguyên hàng bông của mẹ con. Không rồi. Chú không biết con đó. Thôi quả hảo nhảy kìa, chảy kìa. Chắc rồi đó. Chặt đó làm gì? Dạ là cái thuyền thôi. Không thiền hả? Thôi thôi đi, tối ngày hôm qua nói với thằng con của thằng Hải Đăng bánh làm 7 làm gì nguyên ngày qua. Giới thiệu 7 chim nãy ngoài quay cho nó. Ừ, 7 chim đó. Làm 7 làm gì, 2 thằng làm nguyên ngày qua. Nguyên buổi vậy mà mẹ đã thừa con. Trời, muốn tươi đã không? Chạy dữ không? Dạ, chạy cũng được. Được ba. Thì cuối tuần rất chơi. Ơi, mấy nó chặt lộn mà. Đứa lớn con gái nữa phải không? Dạ, đứa lớn con gái. Nhỏ đó cũng đẹp vậy. Đây là cái thuyền nè, tự làm nè. Hạ xuống nó chạy què què luôn. Đó. Nó ra thuyền chạy một hồi rồi. Thuyền này thuyền gì vậy? Thuyền cano hả? Ừ. Đẹp ta, đi Cà Mau được không? Hả? Thuyền này chạy tới Cà Mau không? Không. Cái gì? Thuyền mình chơi mà. Cho mượn chạy Cà Mau bữa đây. Rộng mới được. Đẹp ha. Ủa sao nó ngưng rồi? Nó ngưng đâu. Nó chạy á, bị kẹt vậy á. Đó, đã bị ngưng rồi. Kẹt á. Bị kẹt hả ngưng. Này thả ra giữa ao là nó đi về được á. Được không? Đi về chỗ mình được á. Dạ đi thả thuyền chơi. Chạy nhanh ta. Thiền vậy. Sao nó quẹo vô vậy? Cái mình lấy ra một cái kính quạt nào đó. Cái mình gắn vô một cái. Mua tươi ở đâu? Lấy mua tươi trong cái đồ chơi nào á. Vậy đó hả? À, nó xay xay được á. Ừ, vậy cái chiến dịch đó đâu kiếm? Cái đó hả? À,
cái đó thì còn cái này thì lấy cái miếng muối tắt ra thành hình thức hiện nó tùy ý. Còn cục pin này mình lấy hai dây điện mình nối cục pin vô là xong. Là có chiếc tàu rồi đó. Dạ. Chiếc đó bán nhiêu? Hả? Chiếc đó bán nhiêu? Này đâu bán đâu. Vậy đó. Chiếc này chơi lâu quá thì cục motor nó cũng bị yếu. Ừ. Bị yếu một hồi cái đi. Quen. Không phải củ gạo nha. Ừ, củ nếp. Củ nếp. Chắc sẽ chai cho coi này chút. Chai nướng cá à. Nó giống mà đều nó hay học được. Mẹ con có chỗ nướng cá nè. Học được đi khen. Anh dậy nóng 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 nóng. Chú có cá không? Vô kênh coi. Thái Dương TV 1 đó. Có Zalo không? Các bạn Zalo đi, gửi link cho coi. Có dạ? Cậu dạ, chú. Ừ. Dạ? Mai có chứ đâu mấy giờ, vậy làm thôi kịp. Trời không nôn rồi nè. Ừ. Giới thiệu đồ chơi, giới thiệu bẫy chim. Hướng dẫn cách câu cá luôn chứ, câu hướng dẫn đã không có con nào chứ. Ô không được rồi. Hôm nay cá rồi đấy á, mình hát á.